Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 94, sách giáo khoa, trang 38, toán 6, tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta không thực hiện phép chia. Hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2, cho 5. Vậy thì để giải quyết được bài toán này, chúng ta sẽ có phương pháp làm như sau. Các bạn nhớ lại cho cô là khi thực hiện một phép chia có dư, thì số dư sẽ luôn luôn nhỏ hơn số chia, đúng không ạ? Số dư là một số tự nhiên nhỏ hơn số chia. Vậy thì khi chia cho 2 thì chúng ta sẽ có số dư là 0 và 1. Còn khi chia cho 5 thì chúng ta sẽ có số dư là 0, 1, 2, 3 và 4, đúng không ạ? Vậy thì hướng làm là chúng ta sẽ tách những số ở đề bài đã cho thành tổng của một số chia hết cho 2 hoặc là chia hết cho 5 với một số nữ khác nhỏ hơn 2 và nhỏ hơn 5. Thì cái phần số mà nhỏ hơn 2 hoặc nhỏ hơn 5 đó chính là số dư của phép chia khi chia cái số đấy cho 2 hoặc cho 5. Đấy, cụ thể như thế nào thì cô và các bạn sẽ cùng đi vào chi tiết từng xét từng con số 1. Ví dụ này. Cộng đồng thứ nhất. Xét số 813 nhé. Thì ta có này. Như phương pháp làm mà nãy cô vừa nêu ra là chúng ta sẽ tách số 813 thành tổng của hai số hạng. Trong đó một số hạng thì sẽ chia cho 2 hoặc là chia cho 5. Và số còn lại thì sẽ phải nhỏ hơn 1, cô xin lỗi, nhỏ hơn 2 hoặc là nhỏ hơn 5. Thì ví dụ cụ thể như 813 thì sẽ thành tổng của hai số là 812 cộng 1. Lý do cô tách thành tổng của hai số này vì trong đó có một số này có số chữ số tận cùng là chữ số chẵn nên sẽ chia cho 2. Và số còn lại, số hạng còn lại chính là số 1, thì số 1 nhỏ hơn 2. Đấy, thì khi đó chúng ta sẽ lập luận như sau. Vì 812 thì chia hết cho 2. Mọi số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì sẽ chia hết cho 2, đúng không ạ? Đây là dấu hiệu chia hết cho 2 rồi. Đấy, nên 813 chia cho 2 sẽ dư 1. Đây, thì cái phần số hạng còn lại chính là số dư đây, đúng không ạ? Các bạn cứ kiểu coi như đây là số bị chia này. Còn nếu như chúng ta tách cái này ra, 812 mà chia 2 thì được kết quả là 406, đúng không ạ? Thì là 406 nhân 2 đấy. Đây, để cô viết rõ hơn thì các bạn có thể hiểu này. 813 bằng 406 nhân 2 cộng 1. Thì các bạn có thể hiểu đây là số bị chia này, đây là thương này, đây là số chia này, và đây chính là số dư, đúng chưa? Thì đây chính là kết quả số dư của phép chia này khi chia cho 2. Đấy. Tương tự, nếu như để xét cho 5, tiếp tục này, ta có 815 và cô sẽ 813 mà tách thành tổng của hai số, trong đó có một số chia cho 5. Thì các bạn nhớ lại cho cô dấu hiệu chia cho 5 là những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Vậy thì ở đây cô sẽ tách là 810 cộng 13. Và thỏa mãn yêu cầu là số hạng thứ 2 phải nhỏ hơn 5 rồi, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta lập luận là vì 810 thì chia cho 5. Đấy, cô sẽ viết thêm một cái lập luận nữa để cho chặt chẽ hơn. Đó là 3 thì lại nhỏ hơn 5. Đảm bảo điều kiện là số dư nhỏ hơn số chia. Nên, từ hai điều này chúng ta có này. Nên, 813 sẽ chia cho 5 dư 3. Đấy. Tương tự, số thứ hai là 264. Số thứ hai là 264 thì cũng với cách làm như vậy. Ta có này, 264. À, 264 thì là ngay ban đầu nó là một số có chữ số tự cùng là chữ số chẵn rồi. Nên nó sẽ chia hết cho 2 luôn mà chúng ta sẽ không cần phải tách nữa. Vậy nó chia hết cho 2 thì đây là một phép chia hết. Trong phép chia hết thì số dư sẽ bằng 0, đúng không ạ? Nên 264 chia cho 2 sẽ dư 0. Đấy. Tiếp này, ta có 264 thì bằng 260 cộng 14. Đấy. Vì
260 thì chia hết cho 5 vì có chữ số tận cùng là 0 đúng không ạ? Số 4 thì lại đương nhiên lại nhỏ hơn 5 rồi. Vậy thì suy ra này. Nên này. 264 chia cho 5 sẽ dư 4 đúng không ạ? Số tiếp theo là 736. Ta có 736 thì giống như 264. 736 là một số tự nhiên chẵn rồi, nên nó sẽ chia hết cho 2. Nên 736 chia cho 2 sẽ dư 0 đúng không ạ? Rồi 77 ta lại có tiếp. 736 thì các bạn sẽ tách ra thành là 700 735 cộng 1. Chúng ta sẽ không tách thành 730 cộng 6 bởi vì như cô đã nói là chúng ta phải tách thành một số hạng chia hết cho 5 và một số hạng còn lại phải nhỏ hơn số 5 thì mới đảm bảo là số dư được. Còn nếu như chúng ta tách thành là 730 cộng 6 thì rõ ràng 6 lớn hơn 5 rồi đúng không ạ? Nhưng 6 không thể là số dư trong phép chia cho 5 được. Vì 735 có chữ số tận cùng là 5 nên nó sẽ chia hết cho 5 này. 1 thì nhỏ hơn 5 rồi. Vậy chúng ta suy ra là 735 chia cho 5 sẽ dư 1 đúng không ạ? Rồi số cuối cùng là 6547. Ta có 6547, đây không phải là số tự nhiên chẵn nữa nên chúng ta phải tách rồi. Bằng 6540 46 cộng cộng 1 đúng chưa ạ? Rồi vì 6546 là một số tự nhiên có chữ số tận cùng là chữ số 6, là chữ số chẵn nên sẽ chia hết cho 2. 1 thì đảm bảo điều kiện nhỏ hơn 2. Từ đây chúng ta suy ra là 6547 sẽ chia cho 2 dư 1 đúng không ạ? Tương tự này, ta có 6547 tách thành 6545 cộng với 2 để tạo thành số hạng chia cho 5 đúng chưa ạ? Vì 6545 thì chia hết cho 5 rồi. Số hạng thứ hai là 2 nhỏ hơn 5 rồi. Vậy thì chúng ta kết luận được là 6545 sẽ chia cho 5 dư 2 đúng không ạ? Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài toán ở đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.